Xin chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục CMMB News, phóng sự cùng CMMB. Lịch phát sóng sẽ rơi vào thứ năm tháng tuần. Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình CMMB News số thứ 34. Và chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau vén cái màn của chương trình điều dưỡng chuyển đổi nha. Hiện nay chương trình điều dưỡng chuyển đổi không còn xa lạ với các bạn học viên nữa, và trong số news lần này CMMB sẽ không phân tích sâu về điều kiện quy định của chương trình này. Nếu các bạn quan tâm các thông tin trên thì hãy truy cập vào website cmmbvietnam.com nha. Còn trong số news này, chúng ta sẽ cùng phân tích chương trình điều dưỡng chuyển đổi dưới góc độ thách thức. Ok, đáng tiếc là bên cạnh những cơ hội và chế độ tuyệt vời, ít ai nói cho các bạn học viên những khó khăn, thách thức đang chờ đón các bạn tại Đức. Đấy, đời nó không phải chỉ có mỗi một màu hồng thôi đâu. Và con đường chuyển đổi thành công này ấy, nó khó khăn, cay đắng và rủi ro đến như thế nào? Hãy tiếp tục lắng nghe. Số 1, tiếng Đức. Ôi giời ơi, tiếng Đức thì nó nổi tiếng là nó khó vãi. Và tiếng Đức cho điều dưỡng với các thuật ngữ y học, khoa học, tiếng Latin là thách thức lớn với chính người bản xứ, chứ nói gì đến học viên Việt Nam. Ngoài cái vốn tiếng Đức căn bản và giao tiếp hàng ngày, bạn cần phải học rất nhiều kiến thức về bệnh học, giải phẫu hay là về các dụng cụ nhỏ nhặt hàng ngày. Bạn sẽ đi từ choáng ngợp tới sốc tới lo lắng khi phải đối mặt với áp lực tiếng Đức từng ngày từng giờ, cũng như áp lực phải thi đỗ kỳ thi D2 và kỳ thi chuyển đổi. Ôi giời ơi. Nếu bạn lại được dạy và học một thứ tiếng Đức vụn nát ở Việt Nam thì sang đây tỷ lệ thất bại có thể nói là 100%. Số 2, học và làm. Mọi khó khăn nhân lên gấp bội khi bạn vừa phải đảm bảo công việc thông thường là 40 tiếng một tuần, song song với lịch học và các kỳ thi đang xếp hàng chờ bạn vượt qua. Mỗi ngày bước chân về nhà với cơ thể mệt mỏi rã rời, đống bài vở đang chờ, sự cô đơn khi xa nhà, tất cả khiến tinh thần của bạn kiệt quệ. Thêm vào đó, việc đi làm nghĩa là bạn cũng có vô số áp lực và sự cố trong môi trường làm việc. Giấy tờ, thủ tục hành chính gửi tới, bạn không biết phải làm thế nào. Chủ lao động cũng chả hỗ trợ, đồng nghiệp lại còn không tử tế, thậm chí lại còn tranh công, đổ lỗi. Mà bạn thì chỉ đứng khóc một mình vì không đủ vốn tiếng Đức. Hi. Ok. Mà nói lại thì trung tâm du học mất tích cũng không ai hỗ trợ. Các bạn nhân viên ơi, bạn hỗ trợ mình ơi, các bạn nhân viên hỗ trợ ơi. Trời ơi, đây là bi kịch của rất nhiều bạn đang phải trải qua. Bạn bỗng nhận ra mọi việc không hề đơn giản. Bạn ước gì mình đã không sang Đức. Bạn ước gì mình đã học tiếng Đức ngày xưa tử tế hơn. Bạn ước gì đã được ai đó tư vấn kỹ càng và tập lòng cho mình, chứ không phải những hình ảnh vẽ vời và đẹp đẽ. Ước gì. Thứ ba, kỳ thi chuyển đổi cực kỳ khó nhằn. Hiểu một cái cách đơn giản thì cái kỳ thi này chứng minh là bạn có nền tảng tiếng Đức và kiến thức về nghề nghiệp tương đương với học viên tốt nghiệp chương trình điều dưỡng 3 năm tại Đức. Bạn nghĩ nó có đơn giản như cái cách hiểu đơn giản ở trên không? Không. Chắc chắn là không. Để dễ so sánh hơn, ngày ở Việt Nam bạn học cùng lớp với một bạn khác, nhưng bạn này sẽ sang Đức học nghề điều dưỡng chương trình 3 năm. Hai bạn sức học chắc là cũng tàng tàng như nhau và cùng bay một đợt. Nhưng sau khi đặt chân sang Đức, bạn kia vừa học vừa làm 3 năm mới tốt nghiệp, còn bạn thì lại phải cố gắng hoàn thành hết các kiến thức của 3 năm đó chỉ trong 1 năm. Có đơn giản không? Hãy cẩn thận với những lời hứa hẹn bạn nha. Số 4, tỷ lệ thất bại và phải về nước. Với tất cả những khó khăn sơ sơ nói trên, tỷ lệ thất bại của chương trình này là vô cùng nhiều. Tiếc là những thông tin đó không đến được với các bạn đâu. Vì sao? Vì các trung tâm có hứa hẹn tùm lum như sẽ xin chủ tịch nước cho thi lại, sẽ có ông cảnh bà cảnh giúp ABC, nhưng việc học sinh bị đuổi nước, bỏ cuộc và chuyển sang học nghề, tìm các con đường khác như kết hôn tạm bợ để lấy giấy tờ là rất rất nhiều. Và những cái việc này thì ai người ta nói cho các bạn, đúng không? Đấy, thế như vậy làm thế nào để vượt qua các thách thức và nắm bắt được cơ hội đây? Số 1, cần phải được tư vấn và chuẩn bị thật tốt tại Việt Nam. Hãy đảm bảo rằng mình được tư vấn chính xác đầy đủ. Chọn một trung tâm có đủ năng lực và đạo đức để dẫn dắt bạn. Bạn càng chuẩn bị tốt bao nhiêu thì con đường thành công sẽ càng rút ngắn lại và bền vững hơn bấy nhiêu. Số 2, tiếng Đức là chìa khóa vàng, là chìa khóa kim cương. Hãy được đào tạo tiếng Đức sớm, bài bản, bao gồm cả tiếng Đức thông thường và tiếng Đức chuyên ngành. Tuyệt vời hơn nữa, nếu trung tâm của bạn hỗ trợ cả các khóa học chuyển đổi ngay từ khi bạn còn ở Việt Nam thì quá là ok. Số 3, sự đồng hành sâu sát từ Việt Nam cho tới sang Đức của trung tâm du học, chủ lao động nơi bạn làm việc. Trong đó, sự hỗ trợ đồng hành lâu dài của trung tâm du học là điểm tựa vững chắc nhất để bạn có đủ sức mạnh và sự trợ giúp để vượt qua khó khăn và hoàn thành kế hoạch học tập. Và cuối cùng, số 4, một thành phần không thể thiếu và vô cùng quan trọng, đó chính là nghị lực, đó chính là cái sự bền bỉ và cố gắng của chính bạn. Ok? CMMB chia sẻ những thông tin này không phải để các bạn chùn bước đâu, mà mong muốn là giúp các bạn có một cái nhìn đúng đắn và có một cái sự chuẩn bị tốt nhất về thông tin, về học tập, để các bạn có thể có được một chương trình chuyển đổi thành công, rực rỡ. Ok? Và chương trình số 34 của chúng ta tới đây là đã khép lại. Hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo. Bye!